Đây chắc là giờ em hỏi cho em kinh nghiệm. Tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường á mà ở Đà Lạt á gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở ban công mà chưa thấy mặt hay sao chấp định đó là em nhận nhanh đi là coi như hiểu rồi hả? Tôi gặp em bỏ chạy luôn á. Hẹp đó là đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. À, lúc đó em mới 17 tuổi. Ủa là lâu lắm rồi hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Mà lúc đó là em 19 tuổi. À còn chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị em đúng không? Là cặp này mặc bộ đồ cưới hơi bị đẹp ha. Đúng rồi. Đồ này là của cưng phải không? Dạ. Đồ này cũng là cái đồ đám cưới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. À em năm nay 31 tuổi. Nguyên làm công việc gì? Dạ em đang làm DJ. Wow, DJ. Em có đào tạo học viên không? Dạ thôi đừng nhận ảnh. Sao vậy? Thôi thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng luôn á, tướng ta DJ như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Ừ. Thức mà anh Bin á thì bây giờ tuổi già sức yếu, anh thức tuần lễ á là anh đổ bệnh là mất công em mang quà nữa. Bỏ đi. Thôi chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Bây giờ mời vợ của DJ. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xỏ khuyên. Cái này chắc là vợ em xỏ cho em đúng không? Bật kinh nghiệm. Bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em thì mới rủ em đi chơi chung, có nghĩa là hai cặp. Chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái còn em chỉ là đi chơi thôi. Đi theo cho có tụ đó. Dạ. À vậy cái tụ kia có dính không? Hay là chỉ có tụ này dính thôi? Có tụ này dính. Cái giọng đỡ vậy đó. Bởi vì chị hỏi liền thấy không? Giọng đỡ nó ngược ngạo lắm. Thường là vậy đó. Ừ. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài, chưa thấy mặt nữa. Nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ lạ rồi. Tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường á mà ở Đà Lạt á gặp nhau mà Đà Lạt mà ở ban công mà chưa thấy mặt hay là sợ cái tóc này ra là em hiểu nhanh pin là coi như hiểu rồi hả? Thôi tôi gặp em bỏ chạy luôn á. Đó. Hiệp đó là đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè. Chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Lúc đó em mới 17 tuổi rồi. Ủa là lâu lắm rồi hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Lúc đó là em 19 tuổi. Còn chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị với em đúng không? Ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la gì đó. Mình biết là bạn thích. Cái mình cứ né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi. Lúc đó chứ em còn phiền quá. Nhưng mà lúc đó Nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không? Dạ cũng có cảm giác luôn. Với lại mỗi lần qua nhà chơi thì cũng hay thể hiện cái tình cảm ra. Nhưng mà thấy bị từ chối rồi má vợ lúc đó cũng không thích lắm. Tại vì thấy còn nhỏ nói chuyện yêu đương này kia thì má vợ cũng không thích lắm. Nhưng mà làm cách nào để mà em cua được người chị này? Nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo, mình lãng mạn. Rồi ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp lý với những bộ phim Hàn Quốc đó. Hồi đó tụi em bạn này hay thích đi học Anh Văn trung tâm. Thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù là em không thích Anh Văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua. Xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tiền Lâm. Rồi em đốt pháo hoa, dưới đó. Rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này. Rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm. Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. Coi như ngày 50 đi, tôi cho gì ngày 50 đi. Gặp thời này là mệt mỏi luôn á. Một tháng là 1.500 em, một tháng 1.500 mà một năm trời nha, em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à. Chứ đó nhiều. Vì 17 tuổi á, mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới dạ, bây giờ. Có lời một cục 5 tháng. Lời đó không, một cục 5 tháng luôn. Rồi bây giờ nè, đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi.
À lúc đó qua một là, năm á là cái quải quá buông xu luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là cô ấy phải lựa chọn thôi. Đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. Cũng khó chịu, xong rồi cái con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó. Rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó là con mới chịu. Là coi như chính thức quen nhau, đúng không? Rồi có nghĩa là các bạn là, ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á là vì gia đình của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian thì khoảng hơn 2 năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại là hai đứa quen xa. Là yêu xa bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng. Trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng, rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con có đi ra làm ở Lệ Tân ở một cái khách sạn đó, thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền. Cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Đà Lạt? Dạ không, con mới được đi qua đêm. Dạ gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không phải là nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm. Ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng bạn chào cho. Tới 8 năm luôn à? Dạ. Lý do vậy? Do... Dạ tại vì kiểu như là gia đình con gieo cho con từ nhỏ tới lớn à. Kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ nên là không có cho. Xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ sao không có được. Nhưng mà được cái cho là... có giận không? Cái mặt ổng sao? Nói chung là cũng dụ, nhưng mà được cái là rất là cưng, rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi, tôn trọng. Rất là không tôn trọng sao đâu em. Dạ, chứ không phải là muốn cho bằng được. Nếu lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ. Tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Đúng rồi. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới cái điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi. Với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa, là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi, nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa 11 là năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình đám cưới đúng không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Dạ. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia, đi. Đó sống nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì nói hoài, nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng như thế nào? Anh tự làm đau mình thôi. Dạ, dịu nóng lên nói mà con không nghe. Dạ đấm tay vào tường. Đấm tay vào tường. Bây giờ còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng. Là nóng tính. Những cái lúc mà con đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Tại vì mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt vặt trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra. Nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều khi áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình nữa. Yes, đúng rồi đó. Những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa, tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bùng nổ nhìn con. Nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy, mình đang định nói cái gì vậy. Cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nhói đau ở cái tim, vì mình biết chồng mình đau, mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực, chứ không phải là do tuổi thân là ở tại sao anh đối xử với em như vậy, không phải. Bây giờ khi mà vợ con khóc á, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên,
Có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn đúng không? Cho nên cô nghĩ là sau đây thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Từ lúc mà có con cho tới bây giờ thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Lúc đó vô tình là vợ gọi vô, gọi phi ta không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghen lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search, em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Tự nhiên lúc đó thì con này cũng thấy oan ức quá. Rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là trong công việc nữa. Cái xong cũng nói là tại sao em không có hiểu anh đâu có làm cái gì đâu, em phải tin tưởng anh chứ. Thì nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ đúng nó rồi. Cũng có những cái nó bất ổn, mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách, là san sẻ việc chăm sóc em bé nè, rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn dọn dẹp đồ này kia là con làm hết. Đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi thôi, ngày hôm sau lại bình thường rồi. Bây giờ thôi tới Nguyên đi, giờ con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Con tố con là tánh con hơi nóng tính. Còn vợ con sao? Tại vì tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. quánh đau thiệt không? Đâu quánh yêu. À đâu. Rồi con quánh sao? Mạnh tay đó. Thì con đứng chịu trận thôi chứ. Không có dám phản kháng gì hết. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Nhưng mà đánh con đánh Nguyên xong rồi đó, một chút nữa tỉnh lại rồi có vuốt ve rồi xin lỗi rồi. À cũng chưa biết hối lỗi đâu, có một lần phải gọi điện cho má vợ luôn. Mét Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời ơi. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền, cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Không có cắt nghĩa này phải bỏ liền nha con. Con có con trai đó, nó bắt trước con á, sau này vợ nó khổ đó nha, thiệt. Rồi bây giờ cái còn thật xấu gì nữa nè? Dạ không, thực ra thì chỉ có cái... Có thích mua sắm không? À đúng rồi, lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái xong rồi lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. Quần áo, nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích live stream bán. Nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh doanh không ạ? Giờ nhiều quá rồi xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi, rồi tiếp xúc nhiều người. Thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế. Thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích, con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm. Thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng. Đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này cái nội tiết tố của bạn đang rất là thay đổi. Con phải đợi cái đó là một năm hơn thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại. Cho nên con chịu đựng một năm nữa đi. Về phía con là con phải bản lĩnh, con phải tự tin. Con là một người đàn bà đẹp cho nên con đừng có sợ gì hết trơn trọng. Ok, hai đứa con phải giữ cái mối tình này. Ok, và tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này, dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son, thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này. Hôm nay con muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không. Em đồng ý. Cảm ơn cậu.
Dạ, cảm ơn chồng. Hứa với chồng đi. Hứa dạ, với chồng là không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì đúng không? Anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, bye. Đây là hội tụ những màu sắc sặc sỡ, rực rỡ luôn. Cuối cùng thì cái người đàn ông này là có lợi nhất này. Đúng rồi. Nổi bật. Chìm nhưng không chìm. Bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào anh chị, là em tên là Minh Khánh, hôm nay em 24 tuổi. Hiện tại, nghề nghiệp hiện tại là thủ kho. Thủ kho. Dạ, em là Hoàng Kim, năm nay em cũng 24 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Một người văn phòng, người thủ kho. Rồi gặp trong trường hợp nào ta? Dạ, là tụi em là quen nhau từ hồi học chung cấp 3. Cấp 3 là đầu cấp 3 hay cuối cấp 3? Dạ, đầu cấp 3, học chung. Vậy là cũng quen... Năm lớp 10. Trời, vậy là bao nhiêu năm rồi ta? Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Tụi em lấy nhau khoảng 1 năm 8 tháng. Yêu nhau 5 năm, rồi lấy nhau 5 năm. Yêu nhau 5 năm, ai cua ai trước? Đó là trong lớp có phong trào là hai bạn mà có tên giống nhau là ghép lại thành một cặp. Đó, trong lớp chỉ có em với bạn này là hai chữ cái đầu tiên là chữ K. Kim với Khánh là nên là mấy bạn có gắn ghép. Đó thì em cũng chủ động là có gì là chở bạn này đi chơi. Đi đâu đó rồi sau đó thì chính thức quen nhau. Ủa đi chơi cái là quen vậy? Không, thì từ từ có tình cảm rồi quen nhau. Dạ thì lúc em mà nhận lời quen với bạn này á thì em chỉ nghĩ là quen cho vui thôi. Dù sao cũng có người quan tâm của mình, quan tâm với mình cũng vui. Thì tụi em cũng quen nhau qua một năm. Thì sau một năm đó tự nhiên bạn này lơ là em, không nhắn tin hỏi thăm, cũng không quan tâm em giống như lúc trước nữa. Ủa lý do gì mà lơ là lạ vậy? Trước đây thì em có quen cũng mấy người rồi. Lúc mà em quen bạn này á, thì cô bạn gái cũ á, có nhắn tin hỏi thăm rồi. Cái lúc đó bạn ấy cũng buồn rồi em cũng quan tâm em hỏi thăm lại. Nên em hơi lơ là bạn này chút. Trời ơi thấy thương ghê. Tức là lúc đó là anh bắt đầu chiến dịch bắt cá tay rưỡi. Trong một tuần thì linh cảm của em là em thấy cũng lạ lạ thì em nhắn tin cho bạn này, em hỏi là sao dạo này kỳ vậy. Ai ngờ bạn thú thật luôn. Thì lúc bạn đó thú thật em thấy em hụt hẫng lắm, nghĩ sao tự nhiên không lẽ mình là người thay thế. Thế thôi em nhắn tin đòi chia tay. Mà em chia tay thì tự nhiên ảnh cũng gật đầu đồng ý luôn. Trời ơi. Lúc đó là em cũng chưa xác định được tình cảm của mình là dành cho ai được nhiều hơn. Dạ. Bao lâu thì em xác định được là bạn này nặng ký hơn bạn kia? Dạ thì cũng khoảng thời gian là sau qua năm lớp 12 á. Có nghĩa là hai bạn quen nhau, xong rồi chia tay. Dạ. Chia tay rồi bạn kia phiêu lưu với cái mối tình cũ của bạn kia. Rồi vậy là bạn này có cái rơi quay lại mối tình cũ nè. Đúng không? Rồi sau đó là chia tay bạn kia rồi quay trở lại với bạn này. Dạ thì... Đó thì cũng không phải là quen lại mà mình chỉ là nói chuyện với nhau thôi. Còn quan tâm mình nhớ nhau mình nói chuyện thôi. Bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ quen nhau 5 năm. Sau 5 năm em vừa mới tốt nghiệp ra trường thì hai bên gia đình nói chuyện rồi tụi em tiến tới hôn nhân luôn. Mới cưới được năm mấy nay phải không? Dạ. Dạ 1 năm 8 tháng. Hai bạn còn trẻ đúng không? Dạ quá trẻ hai mấy? Dạ 24. 24 trẻ. Chắc có lẽ là đêm tân hôn chắc có rất là nhiều chuyện dạ vui không? Bằng cái sự hừng hực của sức trẻ đúng không? Dạ không, đêm tân hôn sự hừng hực của sức trẻ bị em ép lại. Ủa tại sao? Tại vì trước đó thì em có sở thích là em hay đọc báo về chuyện giới tính này kia đó. Thì em thấy là 99% trường hợp trong đêm tân hôn mà gặp tai nạn hết. Tai nạn gì? Ví dụ ngã ngựa hay là gì đó. Trời. Em thấy em đọc báo thì thấy nhiều trường hợp như vậy. Đấy. Thì em mới nói với anh này là thôi anh ơi, đám cưới thôi cũng mệt. Thôi tân hôn mình dời lại đêm mai. Rồi có dời không? Dạ có anh. Trời thương vợ ghê. Lúc đó cũng đứng từ sáng tới chiều rồi mình cũng mệt á. Quyết định là dời lại ngày hôm sau. Rồi ngày hôm sau có không? Dạ, dạ có. Cũng trơn tru. Nhưng mà riêng em thì em có cảm thấy là nó trơn tru không? Dạ thì cũng có anh. Nhưng mà tâm lý thì mình vẫn cũng hơi lo. Lo là lo cái gì? Sợ có em bé. Cái tụi em yêu nhau lâu vậy chắc là hiểu hết về nhau đúng không? Sau khi lấy nhau rồi thì mọi việc cũng giống như bình thường thôi. Nhưng mà hiểu hết thì em thấy gần 2 năm rồi mà em có cảm giác như em chưa có hiểu gì về ảnh hết. Em sống nội tâm, có chuyện gì em cũng giữ trong lòng, em không có nói ra. Ảnh về tới khi nào chia sẻ với em là hôm nay anh đi làm, anh thấy sao, anh như thế nào. Hoặc là hôm nay anh ra đường gặp ai, ảnh không bao giờ chia sẻ cho em mấy vấn đề đó. Lúc nào em cũng phải tìm mọi cách coi đoán ý ảnh suy nghĩ gì, món này em nấu ảnh có thấy ngon hay không, nào cũng phải suy đoán. Chẳng lẽ suốt một thời gian yêu nhau lâu dài như vậy mà mình không hiểu được người chồng của mình hoặc người vợ của mình sao? Ví dụ giờ hỏi một câu nè, về chồng của em á thì em đánh giá anh ấy là người như thế nào? Ảnh là người rất hiền và rất có trách nhiệm. Vậy là hiểu rồi đó. Còn em, vợ em ra làm sao?
cởi mở, hòa đồng, khả năng giao tiếp thì rất tốt. Duyên dáng. Đó. Thì đó có nghĩa là tụi em đã hiểu nhau, chỉ có một điều là đối phương đều muốn xâm phạm đời tư của nhau mà chưa xâm phạm được, cho nên là tưởng là chưa hiểu thôi. Đúng vậy, chứ thật đúng ra có nghĩa là đã hiểu về nhau rồi. Và hồi nãy em có nói là vợ em là người biết giao tiếp và duyên dáng, thì vậy chắc chắn là lấy lòng được mẹ chồng gì lắm đúng không? Nói chung là về cách nói chuyện xã giao giữa mẹ với vợ em thì có chút hơi khó khăn. Tại sao? Tại vì do là hoàn cảnh sống hồi đó giờ khác nhau. Vợ em về đây thì không có quen với cách sống ở đây, khó nói chuyện với mẹ. Ủa có nghĩa là hiện giờ em đang ở chung nhà chồng. Chồng với gia đình chồng. Nhưng mà do cách sống, nếp sống giữa hai nhà khác nhau. Ở nhà ảnh thì ngủ sớm dậy sớm, về cách ăn uống cũng khác. Với lại ảnh cũng ít nói nên ảnh không có làm cầu nối cho em với gia đình chồng được. Nên giữa em với gia đình chồng ít có điểm chung để mà có thể giao tiếp được với nhau. Cái điểm chung cái cụ thể là? Điểm chung cụ thể giữa em với mẹ chồng thì cũng chỉ nói về anh này thôi. Mà ảnh thì ảnh này cực kỳ ít nói, với ba mẹ ảnh cũng ít nói nữa, nên ảnh không có tạo ra được một cái không khí chung để cho em có thể hòa nhập được. Nhưng mà bây giờ nè, cái vấn đề mà khúc mắc duy nhất giữa em với mẹ chồng là cái gì nè? Là giữa em với mẹ chồng không có khúc mắc gì hết, nhưng mà vấn đề là em muốn mẹ con hòa hợp vui vẻ, với lại em muốn là hòa nhập hẳn vào cuộc sống gia đình của bên nhà chồng luôn. Chứ bây giờ em thấy hơi xa lạ. Chứ bây giờ là ảnh đi làm về là ảnh cứ ngồi trong máy tính, rồi nhiều lúc em ra em ngồi nói chuyện với mẹ chồng ảnh cũng không có ra ngồi nói chuyện chung. Em có biết là giờ em có bị cái áp lực đó không? Dạ đó thì em biết, tại vì cái tính em hồi đó giờ là ít nói, chỉ biết sống một mình thôi à, không có chia sẻ chuyện gì cho gia đình hết. Cái tính em hồi đó giờ như vậy rồi, khó sửa. Khó sửa, nhưng mà bây giờ nếu mà để mà vì cái không khí của gia đình á thì em có thể sửa được chút đỉnh nào không? Dạ được. Sau đây mới nói khó sửa. Sau đây sửa thì ráng sửa chút xíu. Ráng sửa chút xíu. Còn chị nói nè, bây giờ em phải chứng tỏ bản lĩnh của em á, là tự em không cần chồng em luôn. Em có thể hòa hợp được với mẹ, với ba. Thay đổi quan điểm đi. Tại vì này em không thay đổi, em bị stress dữ lắm. Dạ, cái đó chị nói có stress không? Nhiều dạ, khi có. Em điên luôn á, chị nói thiệt. Mỗi lần mà hai đứa em mà cãi lộn là coi như là em không có động lực nào mà muốn về nhà đó luôn. Tại vì em thấy ngoài chồng em ra là em không có thân thuộc được với ai hết. Thế bây giờ em muốn chồng em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn nhất chồng em thay đổi là ảnh nói nhiều hơn một chút. Ảnh ít nói đến mức mà lúc dọc sôi lửa bỏng như hai vợ chồng cãi nhau ảnh không nói luôn. Mặc kệ em muốn ngồi càng nhàn em nói sao em nói. Rồi xong nhiều lúc mà ảnh tức quá ảnh đấm tay vô tường chứ ảnh cũng không mở miệng ra mà cãi lộn lại với em nữa. Có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chồng em luôn luôn là người im lặng. Dạ đúng rồi. Bây giờ chị thấy nè, cái tình trạng của tụi em á, với cái cảm giác riêng của chị thôi nha, chứ nếu mà không đúng thì cho chị xin lỗi ha. Hiện giờ chưa có con đúng không? Dạ đúng. Chị có một cái cảm giác về nè, tụi em đang ở cái trạng thái là đồng sàng mà dị mộng, có nghĩa là tụi em không có một cái gì chung với nhau hết. Sau này nếu mà có một đứa con thì may ra đứa con đó nó sẽ là một cái điểm chung của hai người, nhưng hiện giờ là giữa hai người không có điểm chung mà cái đó rất là nguy hiểm. Thì hai đứa em đều phải thay đổi. Về Khánh á, biết là cái tính của Khánh từ nhỏ tới lớn nó đã là như vậy rồi, nhưng mà Khánh phải thay đổi, chứ Khánh đừng có giữ cái tôi riêng nó nữa, tại vì cái đó nó không có lợi cho Khánh, không có lợi cho vợ, chả có lợi cho ba mẹ. Chính vì vậy mà cho tới giờ phút này khi Khánh đã có vợ rồi, ba mẹ Khánh vẫn là xoay quanh cái chủ đề về em hết, lo lắng cho em đó. Còn về em á thì chị thấy như vậy nè, em và mẹ chồng của em bây giờ hai người chung một chiến tuyến để làm gì? Để lo cho cái người đàn ông này. Tại vì hiện giờ cái người đàn ông này đang có một cái yếu tật á, có nghĩa là không thể cởi mở được, nếu mà nặng nữa là tự kỷ đó. Cho nên rằng á là hai người cùng phải làm một chiến tuyến để lo cho con người này. Thì trong cái lúc mà hai người làm cái điều đó thì tự động em và mẹ chồng em sẽ hiểu nhau, sẽ thương nhau, và mẹ em sẽ coi em như con gái chứ không phải con dâu nữa. Thì chị nghĩ rằng tụi em phải làm điều này, không thì cái chuyện tình cảm của tụi em nó không có thuận lợi, nó mới suôn sẻ. Rồi về nói chuyện nhiều okay. hơn chút nữa nghe. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Như vậy gì giống dạc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè đúng không? Dạ. Mà em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Dạ. Là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. À, em ở Bình Dương. Như Tiến Tùng là ổng cung cấp hết. Trời ơi, thành phố Bình Dương bây giờ rộng lớn mà hạ tầng cơ sở là số 1 luôn. Chị mới xuống Bình Dương, chị mới xuống 2-3 bữa trước. Ở đây thôi, một cái khoảng mà diện tích không bao nhiêu mà có tới 3 cư dân của 3 thành phố khác nhau luôn. Quá dữ luôn. Thành phố Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. Thành phố Ukraine. Đó, Ukraine. Cư dân Ukraine nhưng mà sống tại thành phố Thủ Đức. Dạ. Đó. Ở Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ, em 37 tuổi à. Nè, tổ chức sự kiện xong không có MC là ổng nhào lên là MC luôn. Dạ đúng ạ.
Em bao hết luôn. Bao sân luôn. Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Đoán à? À, chắc lẽ là cái bên mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị, không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức, là tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó mình nhìn thấy cô gái đẹp quá ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. À, rồi không nhìn cái tình cảm quá đặc biệt luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ, có nghĩa là trên chiếc xe đó mới biết nhau. À, em thấy dễ thương quá em tán luôn từ đó. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ, thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh, cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Dạ. Thì sân xui sao mà hai người ngồi gần nhau chung ghế luôn, hơn chứ. Dạ. hơn sao á. Đâu ngồi gần nhau thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá, em nói nhiều quá nghe. Em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái nghĩa là không có quen á chị. Tức là dạ, tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ, thành ra dạ, em bị lầy lội mà em không dạ, đúng quá. Tự lầy lội mà trở thành bị vô duyên mà dạ, không hề biết. Đúng rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nói cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Mà nói mà bất cần, coi như là nhìn thấy thái độ người ta. Hơn là sao ông này ông nói nhiều dữ. Cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không. Kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Trời xui cho em, cái là xui cho em mà không né được luôn. Hàng ghế luôn. Rồi sao nè. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó. Dạ, có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ xuống thì em coi coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó, là em cũng mò thấy mà tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế đó. Tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cha nội? Cái gì vậy? Có quen biết gì đâu mà ăn trưa. Nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày hôm nay. Có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhưng mà em dân miền Tây mình hay gọi là gì, là dê đó không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê, nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa, mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi. Thấy có đụng tay đụng chân nhiều. Chữ miền Tây là dê đạo dê lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng dạ rồi, không, đúng. Em ngủ, em giả bộ ngủ. Chứ em không hề buồn ngủ. Dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Ngồi bây giờ nè. Ghê thiệt luôn. Dạ. Vô cái chiều cái chiều. Tới cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm ra ăn thôi, cái ổng ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Tìm cho bằng được. Em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ổng ngồi trước mặt em liền. Xong rồi em không ăn cơm được, tại vì ổng ngồi kế bên ổng nói nhiều nữa, em không ăn được, ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn. Em tính luôn. Em tính luôn. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ, lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Cái gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên này, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó, mình thôi mình kệ. Ổng nói nhiều quá, cho đại đi. Cho đại đi, nói nhiều quá, nhức đầu quá. Thôi mình cho luôn. Cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả. Mà ổng điện miết rồi ổng nhắn tin miết luôn. Nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho, mà nói nhiều quá, dai nữa. Cho rồi. Cho rồi đúng rồi. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Đó. Lúc đó là học, đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó rồi nói, thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ buổi trưa, mình đi học xong buổi trưa, giờ nghỉ trưa đó. Rồi mình thôi kêu thôi em đang ở đây nè, thôi lại đi. Đó là nói chuyện. Không như lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Dạ. Ai rủ?
Em rủ. Mà rủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng vắng? Dạ cái có này... mấy loại cà phê mà, cà phê giống nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum cà phê tum. Dạ cái tum á, thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà làm rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm. Mà lần có kéo màn không? Đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm. Mà em có biết cái vụ cà phê tâm, cà phê lùm, cà phê chòi không? Ý là chỉ lùm. Đi điểm thôi nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe. Có đầu cái xe. Nó rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì nhưng thôi. Mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tâm. Mà cũng vô. Mà cũng có vô không? Chắc anh đi là có thích em chạy rồi có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì tới vô rồi. Nhưng mà có kéo màn không? Lập ổng vô ổng kéo màn hạ nửa phần nữa thôi. Ê, là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ sập xuống cái là em về liền luôn á. Phần nữa thôi cũng biết khôn cái phần biết khôn á. Rồi sao ta là em cũng phải đi từ từ đó, em phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền đó nên em cũng cho từ từ em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Kêu nước đồ ra rồi cũng ngồi thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ từ có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Ví dụ là anh rất là thiếu tình cảm. Ý vậy luôn vậy. Có luôn. Sao mà chị đúng tim đen em luôn á. Anh giận như chị đang tự bươn chải tự lập đó, khi nghĩa là dạ. Tự số ấp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mới đi nghĩa vụ về kia đi trong quân đội ra này kia thiếu thốn tình cảm này đó. Đúng không? Rồi bên này có động lòng không? Nghe phải cũng động được. Rồi, cứ bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Rồi sao rồi cái tay có có. Đây vậy nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại coi coi. Đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Cái cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu nữa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là. Có điện á. Dạ. Có điện. Nhưng mà sao bữa đó thường về? Á biết không, có những người á là vậy nè, ngồi vậy nè xong là vậy thôi đó, mày để tay bay mày mới đê quá vậy nè, vậy nè đó, vậy nè đó. Em biết sao không, anh á thì xe hoài y vậy đó, xe hoài á. Anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy. Mà xe phát đâu có xe, từ từ có xe lên đó chứ. Sao không búp ba y vậy luôn nè. Đó y vậy luôn đó. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Ủa sao vậy? Luôn, chạy luôn. Sao vậy? Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không ta về đúng không? Dạ, dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sau đó em thấy bị chạy mất dép mà. Đầu về thì xui cho cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác. Mà em thì lúc đó em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quấn em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Thả. Giúp con nào chứ cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối. Dạ, cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã này mà có cái miệng nữa. Để cho người ta kể. Rồi sao thì cũng em cũng dăng là cũng năm ba cô vậy đó. Thì về vợ em mất số điện thoại. Em thì còn, vợ mất điện thoại là mất luôn số. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc tại vì không giật lại. Đúng không? Thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, Đó, thì em mới suy nghĩ. Đầu điện đấy. Anh Minh nè. Hỏi anh Minh nào nữa chứ. Đúng rồi. Em không quan tâm luôn. Mẫu qua mà đúng không? Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn đi, giờ là cũng chuẩn để bị bước quá qua. Ngon rồi, được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi. Đó. Đó thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy, nó ở trên Bình Phước á. Trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nó ra rồi. Nó rồi sao? Cái nó thôi mày về đi rồi tính.
Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Mới lúc đó mới có 23, 24 à. Ừ, con trẻ mà, dạ. Đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt con vô tâm hả? Chưa, giờ lên sóng thì chắc biết. Không có dám, giờ lên sóng thì biết à. Rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Dạ. À, nhưng mà dạ, trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn còn có lãng nói mạn nhiều không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến là hết sợ rồi đó, dạ. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên vậy đó. Dạ, thấy cũng thấy cảm thấy gần gần gũi. Dạ. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó, dạ, là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm. Em cũng đi coi bói đó chứ. Em mới nói rồi, em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em. Cái thời thấy hai tuổi này cũng hợp. Thôi giờ mình yêu ổng cũng 50%. Thôi giờ 50% còn lại để tin dạ, tin vào cái tuổi tác dạ, sau này mình còn vun đắp thêm. Tại em tuổi Sửu, dạ, vợ em tuổi Dậu, dạ, là dạ, nằm trong tam hạp. Dạ. Dạ. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Dạ, có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là gần đúng, nhau đúng dạ, không? Dạ gần nhau. Ok, ngồi đứng chút xíu. Chùi răng. Em bị gần cái son á, lên lên đi, lên đi cưng, lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên lên em si tiệt cười chết luôn á. Dạ Lê Nam á, kiểu của em dạ, giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Ờ, đó. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Bà Chồng Son vừa rồi, Nguyễn Khang. Nguyễn Khang à, Khang dạ, dancer á. Dạ. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi, như vậy là coi như là 3 tháng. Sau 3 tháng. Sau một quý tháng, một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa. Đủ hết, lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm dạ, giá đúng trị rồi, đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô trời. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi để cho nó đem tân hôn cho nó tưng bừng. Dạ. Đêm đó có tưng bừng phá hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Dạ. Vợ em có em. Cảm giác gì vui nữa? Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Mà ổng vui không? Ông vô không có nói nữa không em? Đi tân hôn có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Đêm tân hôn có nói nhiều. Lúc ấy chỉ có im lặng thôi. Không, hay cái là buổi tối thì không nói anh Thuận. Cái buổi tối thì không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Là chỉ làm việc thôi. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng đèn là bắt đầu nói. Dạ. Đúng rồi, đúng là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em là đàn bà luôn á. Phải nói nhá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á. Nói nó có nhiều cách nói nha. Cảm thấy phiền phức, cạm ràm. Dạ. Cầm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn cho kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi, em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao nè. Nói nhiều nè, kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ. Sạch sẽ là sao? Ví dụ sao mà là tật xấu ta? Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc thì phải ra ngoài sân. Còn mới là chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó. Lao sạch mà sẽ. Ai lao? Ai là người? Ảnh lao. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu. Dọn dẹp lao nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lao 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Dạ, thì em giải thích nhỏ. Tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ nói chung là em như con nói chung con nít đó cái phổi nó yếu. Đó, em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á là em nói sao mà để ông đi mà. Nói ba ơi có con nhỏ. Có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm nó bị ho nên là ba đặt sang hút thuốc cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu của cháu dạ, cũng thành thói quen á. Ba em cũng thành thói quen ra ngoài rồi sao nữa có ghen tuông rồi có không tiệt đó là em không ghen nha không ổng á đang kể thật xấu ổng nha. Hay về về lắm đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết
kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Thì đồng nghiệp, đồng nghiệp bình thường mà chị. Dạ. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi. Không lẽ ghen với học sinh? Mà mầm non. Thì bởi vậy em mới nói đó. Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Ê, đụng chạm nghe. Đụng chạm nặng luôn đó. Đó. Tôi là cởi cái sơ mi này ra là về là đi rước con tôi không đó. Đó. Mấy ông bố kỳ thiệt, để mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Không rước ở đầu đứng mình nói đây em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy tháng rồi? Con dạ, em 3 tuổi. 3 tuổi. Dạ. Cái vô kiểu là đứng đồ nói chuyện con, với cô hả? Nói cứ nói nghĩa là phụ huynh á. Trao đổi với dạ, cô. Dạ trao đổi là con nó sao sao á. Thì em ghen. Anh ghen. Vô duyên tiếp em đó. Ghen sao? Đâu ghen ghen, ghen thì... cái biểu hiện mặt mũi mình sao? Cái thái độ là trừ mắt em thôi. Dạ. Rồi về là em im luôn. Thôi. Tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm. Tại vì em không giận là em nói. Đúng. Mà em im. Giận là im. Là em im là nói ủa gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Tại vì là em im lại giận mắt giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài ra đứng sau lưng dạ. Ông phụ huynh đứng sau lưng ông phụ huynh nha nhìn vợ đúng rồi một cái một đúng rồi đã đúng rồi. Dạ. Vậy hả mà không biết không cái con nhiều vậy nó ít thôi chứ còn về quê á về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi đi chợ mua đồ ăn cũng không cho đi sợ mấy ông bán thịt heo á giống như là thả hổ về gừng vậy đó sợ đi lung tung ghen dữ vậy không em không biết luôn mà mặc dù là mình xong rồi mà nói ủa có gì đâu ghen ta nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè tí nữa ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn em á ghen nữa. Đó. Kỳ em là cái máu nó là cái máu hay sao á mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ đâu thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen em không hiểu cái đó là ăn vô máu à thôi gì đi em máu là ghen bệnh rồi cái đó ghen bị bệnh á thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ đúng em đúng rồi nhìn mặt vợ em công nó nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn mình đi hoặc là nhìn chị nè đó. em ơi mà không biết sao không biết cái này có thuốc chữa không nè biết có thuốc gì không chứ mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị ghen bị mệt máu rồi đúng không dạ bị mệt nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà dạ không thì vợ em đâu có gì đâu nhưng mà ý là ghen ghen vu vơ phong long dạ. Ghen tưởng tượng em, thì ghen trong tâm trí á thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi về nhà cũng mệt về không thấy vợ đâu hết alo đang đâu vậy gằn giọng quýnh quán liền em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó bà điện ngược cho em chị xin lỗi em dạ vậy chị làm trễ quá mấy cái công đoạn này trễ quá là quýnh quán hết trơn nói là không giữ vợ từ lúc cưới tới giờ là chưa có đi qua khỏi 10 giờ bữa đó làm tới 12 giờ đêm trời sợ quá rồi quạo quọ đúng không quạo quọ đi về ông thấy em đâu sợ xe cổ đi xe cổ hai mới đi không, chơi trong đầu nghĩ trong đầu nhảy số vậy tưởng đi với thằng nào đó. Không thiệt cái đó là thật sự luôn em điện là đang đâu dữ dằn lắm trời đầu là đầu nhắn tin liền em đang spa nữa kiểu làm chạy một phát một luôn chưa thay đổi là chết đứng bên ngoài coi thấy coi có cái xe đó không em nhắn tin liền đó anh ơi đừng có vô nghe đừng có lao sùm nha em xin lỗi liên tục luôn mà này cũng sợ ổng sợ cái miệng nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu đi tới khuya vậy đâu chứ lại sợ bị la nữa mình anh nói thiệt đó giờ là em có chửi lộn với tao mình chửi bên bên ngoài vậy chửi với chửi lộn mới gây lộn với phụ nữ lộn với con trai đùa à em nghĩ là cũng không gây lộn nhưng mà cứ như trong công việc mà có giờ thì cũng có tranh luận cũng quyết liệt biết sao anh hỏi gì không cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt nó hay lắm em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu đấy chứ anh nói thật còn nói như vậy mà chết em luôn rồi giờ còn đằng sáu gì nữa không hả còn đằng sáu gì nữa không cô giáo dạ không có không nhiều còn thôi gì nữa đâu. Dạ. Hết rồi phải không dạ dạ ghen thôi ghen bệnh dạ dạ đúng rồi ghen bệnh rồi quá sạch sẽ dạ lèm bèm dạ đúng rồi rồi còn bả có tật xấu gì không cưng tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha đó bây giờ mà em phải khui chứ có nghĩa là lợi của mình mà em tại sao em lèm bèm nè có nghĩa là em nói cái đó rồi một lần hai lần ba lần 10 lần luôn không thay đổi mà cái việc nhỏ đó ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới nó xài từ năm 1 tuổi mấy á giờ 3 tuổi lại xài nó tự lướt tự coi TikTok rành dạ đó thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ ông ấy còn mày đó rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà đồ cho nó sạch sẽ đồ để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ không biết là này có bị mất trí nhớ là sao hay là cố tình ý là cố tình chống đối đó có nghe không phải im lặng là đồng ý
mà im lặng mày tao không làm mày làm gì tao à. Đó em vậy mới thắc mắc như vậy thôi, im lặng trong sự chống đối dạ thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó chồng đúng không, cho nên là chồng nổi điên chồng lèm bèm tiếp dạ. luôn. Có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không cho nên bà mới bực? Dạ có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả cũng đang bấm điện thoại thì nói cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại, bị ghiền điện thoại là bấm điện thoại suốt dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được, tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em không cấm luôn mà, em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó, mấy phụ huynh đồ tăng hay đặt hàng rồi đó rồi. Cứ cầm điện thoại miết tại muốn thôi để lo cho con dạ. Rồi còn gì nữa nè, hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37 37 rồi dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, trong khoảng tháng nay á tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát, cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, coi như là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn con đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng hợp tuổi luôn, tại năm nay năm sửu đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Thì nãy em phân tích là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được cái nó dính luôn là khổ. Trời rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Nó nghĩa trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À. Dạ. Tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mà. Em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh. Ta thèm luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cách đây mấy 3 năm thôi, có phải ít nhất phải 5 năm. Không, thầy. 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe. 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy xong thì... cái này anh cho em đứa nhé. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi. Đó. Cảm ơn anh. Nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm sửu. Đó đến năm nay mà. Năm sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng giêng. Em sao vậy? Bây giờ 9 tháng mới tháng anh. Ờ đúng rồi. Nguyễn con câu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Dạ. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm giùm cái nốt lại, ghi lại và sửa. Một lần hai lần là phải sửa. Để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con rồi nó phát triển. Đó là phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Để trong hỏi em ơi cái đó đâu không có hay nhớ quên. Luôn đó là hay quên đó. Dạ. Tật hay quên. Dạ, nữa. Dạ. Đó cũng là một tật xấu á. Dạ. 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 À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Dạ. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn, người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, hay uống không mà uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ là dạ, thay cơm bằng nước đó. Nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là cơm. Bỏ luôn. Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói là bảo đảm luôn, anh không nói nhiều nữa. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không được rồi, phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt quá, mệt mệt lắm luôn chứ thôi nè, ghen mà... cái đầu nó quay nó không làm ăn được luôn á. Mà chị nói dạ. Thêm nữa nè, tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Thiệt luôn, tự tại nhiên vì... mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, mặc kèo. Chị phải ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận đó, nên là sợ hả? Sợ. Không hề, chị nói em á, bây giờ hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hay hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường. Mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á, là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê. Mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Dạ. Em hiểu không? Chứ mắc mớ vậy em phải ghen. Trời ơi, em kèo trên mà. Sao phải ghen trời.
Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị. Hôm là ngày em tin chị đi, chị nói, chị nói nghiêm túc. Tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng rồi. Trời ơi, chứ tự nhiên xong tự nhiên... này về em lật kèo lại. Lật kèo lại cho không chị. Ghen nữa. Lật kèo lại. Đi đi em. Chà, thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ. Cho một thằng con trai con gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một đứa con gái nằm sủ cho tôi. Trời ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, giờ mà công trường người ta mất xã hội đó. Thì má thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi. Thôi, sao được, mỗi nhà mỗi cảnh mà nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Ông nội này ông đi không? Vậy là anh tôi là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe, chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một người nào khác đâu, bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó. Đây 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 đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Đúng chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một cái gì cả. Sống rất là vui vẻ nha. Rồi sống an nhàn lắm. Thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, thay đổi nha, nhớ và nha. Và chúc cho hai em luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Và hôm nay là quà sinh nhật. Trâu nữ. Trâu vàng.